ai mới là người chịu trách nhiệm cho Thế chiến II? Thế chiến II là một cuộc chiến tranh thảm khốc nhất trong lịch sử nhân loại. Những hậu quả mà nó để lại luôn là một nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với tất cả người dân trên toàn thế giới. Nhưng nguyên nhân thực sự của nó là gì và ai mới là người chịu trách nhiệm cho cuộc chiến tàn khốc này? Chiến tranh Thế giới thứ hai bắt đầu từ khoảng năm 1939 và chấm dứt vào năm 1945, diễn ra giữa các lực lượng khối đồng minh và phe trục theo chủ nghĩa phát xít. Hầu hết mọi lục địa trên thế giới đều bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến này, ngoại trừ châu Nam Cực và Nam Mỹ. Cho đến hiện nay, nó là cuộc chiến có quy mô rộng lớn và tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại. Chiến sự xảy ra tại khắp các khu vực Đại Tây Dương, châu Âu, Bắc Phi, Trung Đông, Địa Trung Hải, Thái Bình Dương, phần lớn Đông Á và Đông Nam Á. Trong đó, chiến sự có quy mô lớn nhất và số người thiệt mạng nhiều nhất diễn ra ở khu vực Đông Âu, giữa Liên Xô, một nước thuộc khối đồng minh và phe trục gồm Đức Quốc xã và 8 nước chư hầu của Đức. Cuộc chiến kết thúc tại châu Âu khi Đức đầu hàng vào ngày 8 tháng 5 năm 1945, nhưng vẫn còn tiếp diễn tại châu Á cho đến khi Nhật đầu hàng vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Trong cuộc chiến này, kể cả dân thường không ở mặt trận cũng bị đánh bom hàng loạt, khoảng 70 triệu người đã chết do cuộc chiến này. Trong số thương vong, 60% người chết là thường dân, chết vì bệnh dịch, nạn đói, nạn diệt chủng và bom đạn. Thiệt hại nặng nhất là Liên Xô, từ 23 tới 27 triệu người chết. Trong khi đó, số dân ở Ba Lan chết do cuộc chiến này chiếm 16% dân số đất nước. Về lý do và nguyên nhân cuộc chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vẫn còn là một vấn đề gây tranh cãi. Chưa có nguyên nhân nào được thống nhất và chấp thuận bởi sự trải rộng của cuộc chiến trên nhiều lãnh thổ quốc gia và khu vực. Tuy nhiên, Hòa ước Versailles lại được nhiều người đồng tình cho là nguyên nhân tạo nên thế chiến này. Hòa ước Versailles năm 1919 chính là hòa ước chấm dứt cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất từ năm 1914 đến năm 1918 giữa nước Đức và các quốc gia thuộc phe hiệp ước. Hòa ước này đặt ra những điều khoản khắt khe lên nước Đức bại trận. Theo đó, phe thắng là khối liên minh gồm 3 nước lớn là Anh, Pháp, Mỹ là những nước thắng cuộc và thu lại được nhiều lợi ích nhất. Đặc biệt, gần như tất cả thuộc địa đều được phân chia và chịu quyền sở hữu của 3 cường quốc này. Trong khi đó, những nước bại trận phải gánh chịu những điều khoản hết sức nặng nề. Dựa theo quy định được đề ra tại Hòa ước Versailles, Đức bị tước hết toàn bộ thuộc địa. Thậm chí một phần lãnh thổ của Đức cũng bị cướp lấy và trở thành thuộc địa cho các nước thắng trận. Bị chấn lột thôi là chưa đủ, Đức còn trở thành con nợ khi phải bồi thường chi phí tổn hại cho các nước thắng sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc. Hoàn cảnh trước mắt đã khiến Đức rơi vào cảnh khốn cùng. Thêm vào đó, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới từ năm 1929 đến năm 1933 đã làm những mâu thuẫn trở nên sâu sắc hơn. Năm 1929, một cuộc đại khủng hoảng bùng nổ và lan rộng khắp thế giới đã khiến cho nền kinh tế của nhiều quốc gia rơi xuống đáy vực thẳm. Đứng trước thời cuộc đó, nhiều đất nước lại trở nên bị động và không thể tìm được lối thoát sáng sủa hơn, trong đó có cả Anh, Pháp và Mỹ. Cuộc khủng hoảng này đã dẫn tới cơ hội lên nắm quyền của chủ nghĩa phát xít với ý đồ gây chiến tranh để phân chia lại thế giới. Thấy trước nguy cơ chiến tranh, nhưng các nước Anh, Pháp và Mỹ vẫn nhượng bộ và không có nhiều hành động quyết liệt để ngăn chặn. Thay vào đó, họ chỉ lo sợ cho lợi ích bản thân mình. Về căn bản, thủ phạm gây chiến là phát xít Đức, Nhật Bản, Italia. Nhưng các cường quốc phương Tây lại dung túng, nhượng bộ, ích kỷ và tạo điều kiện cho phát xít gây ra cuộc chiến tranh tàn khốc này. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!